Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 10 năm 2019, nhà báo Ben Ngô của RFA có bài Khả năng ông Trọng sẽ nghỉ hay tại vị ở Đại hội Đảng 13 là 50-50. Trong đó ghi nhận ý kiến của một số nhà quan sát thời sự và chính trường Việt Nam để kết luận việc Nguyễn Phú Trọng ở hay về vẫn mang tính dè dặt trước nhân vật quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuổi đời ngoài 75 cùng cú đột quỵ vào tháng 4 tại xứ Kiên Giang nhà 3X Nguyễn Tấn Dũng, để đến ngày 15 tháng 10 năm 2019, Nguyễn Phú Trọng đã buộc phải chính thức thừa nhận: "Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, năm nay tôi 75 rồi, cũng đang là bệnh nhân." Vào ngày 15 tháng 10 năm 2019, trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội như báo Thanh Niên đưa tin, phóng sự tối ngày 29 tháng 10 năm 2019 của VTV với đoạn clip ngắn được trích từ cuộc chào đón Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào với vỏn vẹn chỉ có 5 giây của thời lượng 30 giây cho thấy rất rõ dáng đi khập khiễng của Nguyễn Phú Trọng. Cần nhấn mạnh đây là đoạn clip của đài truyền hình Việt Nam, không phải có bất kỳ thế lực thù địch nào chế tác ra. Giờ đây có thể khẳng định Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc với hai ghế như Đảng Cộng sản Việt Nam giao phó cho ông ta kể từ khi Trần Đại Quang qua đời. Sẽ không có chuyến đi Mỹ nào xảy ra được người đứng đầu của một nước là Chủ tịch nước khập khiễng như vậy. Sẽ không có phải dè dặt với tỷ lệ 50-50 dành cho một tổng bí thư cá nhắc cho Đại hội 13 sắp tới. Không phải Nguyễn Phú Trọng tự nguyện thừa nhận mình là bệnh nhân, càng không phải VTV hớ hênh đến nỗi đưa 5 giây hình ảnh Nguyễn Phú Trọng với nụ cười tươi vẫn không thể che giấu ba bước chân cố lê khó nhọc của mình. Bởi trong một chế độ độc đảng toàn trị vốn kiểm duyệt tin tức gắt gao đứng vào hạng nhất nhì của thế giới, tất cả mọi tiểu xảo xoay quanh Nguyễn Phú Trọng đều được bàn bạc thống nhất trong nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi bản thân ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước được phép nói và VTV được phép đưa hình ảnh. Đó là dấu hiệu thứ nhất cho thấy nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam đang rã rời tay chân. Dấu hiệu thứ hai thuộc về nền kinh tế. Ngày 29 tháng 10 năm 2019, báo Vietnamnet giật tựa rất dữ, chấn động núi nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ đô la, đội lốt hàng Việt Nam định đi Mỹ. Trong bài báo còn cho hay Việt Nam sốt sắng hợp tác với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào điều tra lô hàng trị giá khổng lồ. Tất cả đã an bài cho Nguyễn Phú Trọng. Người dân đang chờ đợi ông Tổng Bí thư cá nhắc ký lệnh ân giảm cho tử tù Đặng Văn Hiến như là một hành động hiệu quả nhất cuối cùng để vớt vát những thất bại thảm hại nhất với những lời tuyên bố huynh hoang nhất của cuộc đời một con người suốt đời đi theo đảng. Bây giờ đã là cuối tháng 10, khả năng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thực hiện chuyến công du đi Mỹ trong tháng 10 năm 2019 như dự báo trong thời gian qua xem như không còn nữa. Bàn về khả năng ông Trọng nghỉ hay tiếp tục tại vị ở Đại hội 13, một nhà quan sát nhận định với Đài Á Châu Tự Do rằng bây giờ hãy còn hơi sớm để đưa ra nhận định cuối cùng. Nhưng mà theo tôi hiểu thì khả năng vẫn là 50-50 vì chưa có sự thống nhất ở các cấp cao về vấn đề này. Ông Nguyễn Phú Trọng từng được các báo nhà nước dẫn lời phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ hôm 15 tháng 10. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, năm nay tôi 75 tuổi rồi và cũng đang là một bệnh nhân. Tình hình sức khỏe của ông Trọng được cho là yếu tố chính quyết định khả năng ông có thực hiện chuyến công du Mỹ trong thời gian tới hay không. Và đây cũng là ẩn số cho việc ông tiếp tục vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hay sẽ phải rời ghế. Trả lời phóng viên RFA, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế và chính trường Việt Nam từ Singapore nói, xin trích: "Tôi nghĩ rằng là nếu như theo đúng quy định thông thường thì Đại hội 13 năm 2021 thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải nghỉ hưu. Vì bên cạnh vấn đề tuổi tác đã quá giới hạn, ông đã là trường hợp đặc biệt kể từ Đại hội 12. Như chúng ta đã biết, sự cố sức khỏe của ông ta vừa rồi lại càng đưa thêm lý do khác để ông Trọng có thể nghỉ hưu ở Đại hội Đảng sắp tới. Tuy nhiên, theo tôi hiểu là hiện tại vấn đề này chưa được quyết định chính thức, vẫn còn có ý kiến ủng hộ ông Trọng có thể ở lại thêm một nhiệm kỳ
hoặc là ít nhất nửa nhiệm kỳ nữa để mà giúp củng cố bộ máy nhân sự trong nhiệm kỳ tới và đặc biệt là tạo ra thế hệ lãnh đạo tiếp theo duy trì được sự ổn định trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hết trích. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đột ngột ngã bệnh và phải đi cấp cứu ở bệnh viện nhân chuyến thăm Kiên Giang hồi tháng 4 vừa qua tại khu cách mạng của nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng sau đó đã vắng mặt trên chiến trường nhiều lần, nhiều tuần lễ rồi để đi điều trị bệnh. Ông Lê Hồng Hiệp giải thích rằng đang có những vấn đề mà nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang cần thảo luận thêm như nếu ông Trọng nghỉ thì ai sẽ là người thay thế để duy trì mô hình tam trụ hiện nay hay quay lại mô hình tứ trụ như trước đây. Ông nói tiếp, xin trích. Tất cả những vấn đề này vẫn đang được thỏa thuận và nếu như tam trụ hay tứ trụ thì ai sẽ là những người sẽ được điền vào các vị trí đó thì chưa có câu trả lời. Và phương án cho các kịch bản đó vẫn xoay quanh cái việc ông Trọng có ở lại hay không và nếu ông không ở lại thì ông sẽ ủng hộ ai để đảm nhận vị trí đấy. Tôi nghĩ bây giờ hãy còn hơi sớm để đưa ra nhận định cuối cùng. Nhưng mà theo tôi hiểu thì khả năng vẫn là 50-50, tức là có khả năng ông Trọng sẽ nghỉ và có khả năng khác là ông sẽ vẫn ở lại do chưa có sự thống nhất ở các cấp cao về các vấn đề này. Việt Nam trước đây vẫn duy trì mô hình tứ trụ là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Sau cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 9 năm 2018, ông Trọng đã kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tam trụ thay vì tứ trụ như trước kia. Cùng thời điểm trả lời RF3, giáo sư Nguyễn Đình Cống nói, xin trích: Ông Nguyễn Phú Trọng thì người ta bình luận rằng ông nửa muốn đi nửa muốn ở, nhưng mà tôi xem tình hình thấy ông ấy đã hơn 75 tuổi rồi, sức yếu như thế mà nếu ông cố tình ở lại thêm nữa thì ông ấy vi phạm hai điều mà chắc chắn là không dám. Hết trích. Điều thứ nhất là có chỗ nào đấy quy định Tổng Bí thư không làm quá hai nhiệm kỳ. Cái điều ấy chưa được sửa, thế thì ông Trọng cũng không dám vi phạm. Nếu ông vi phạm thì phải vận động sửa cái điều ấy đã. Nhưng đến bây giờ tôi chưa thấy có ý tưởng nào như thế. Ông Nguyễn Đình Cống được cho là một trong những trí thức bất đồng từ khi ông thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 3 tháng 2 năm 2016. Ông nói thêm: Cái thứ hai là ông ấy tỏ ra là yếu rồi, bệnh tật rồi. Ông ấy tham dự chỗ này chỗ kia chứ không thấy có sinh khí. Nhiều cái không thấy ông ấy tham gia, ví dụ như tôi theo dõi việc đi vào viếng lăng ông Hồ Chí Minh thì ông ấy không đi, chỉ thấy ông Phúc và bà Ngân thôi. Hay ví dụ có những điều quan trọng thì ông ấy ra nói cũng thều thào lắm rồi, thế thì sức khỏe chắc chắn không bảo đảm, vì thế tôi chắc chắn ông ấy cũng phải tự nguyện thôi thôi thôi. Không dám làm thêm nhiệm kỳ nữa đâu. Nếu ông Trọng mà làm thêm nhiệm kỳ nữa thì nó lộ rõ cái tệ hại. Tại vì ông muốn làm thêm nhiệm kỳ nữa thì phải thay đổi được quy định rằng Tổng Bí thư không được làm quá hai nhiệm kỳ. Vào đầu năm 2021, tức là còn hơn một năm nữa thì Đảng Cộng sản Việt Nam mới tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 để bầu các ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư và người lãnh đạo là Đảng, là Tổng Bí thư. Nhưng ngay từ cuối tháng 6 năm 2019, tại cuộc họp của Bộ Chính trị dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phê duyệt quyết định ban hành Ban chấp hành Trung ương khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn bộ ủy viên Trung ương của Đảng Cộng sản khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 đã được quyết định trước khi Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2021. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất.
về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.